Xin chào các cô chú anh chị và các bạn, mình là Hoài Nam, mình là nhân viên tư vấn bán hàng những sản phẩm keyboard của Viettel Music, số 69 đường Trần Đình Nghị và 3146 Phạm Thế Hiển. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa một cái sản phẩm đến cho các bạn, đó là cây CTX 3000 của hãng Casio. Thì Casio là một cái thương hiệu rất là lớn của ở Nhật Bản, chuyên kinh doanh về đồng hồ này, những thiết bị điện tử này, và trong đó có keyboard. Thì người ta đánh giá Casio là một cái thương hiệu rất là chất lượng về cái thời gian sử dụng, tức là cái độ bền của nó rất là cao nha các bạn. Thì cái cây Casio CTX 3000 có thể nói là cái dòng cao cấp ở tầm phân khúc chơi gia đình và cho những bạn mới tập. Tại sao mình lại nói nó là một cái sản phẩm cao cấp trong cái phân khúc đó? Tại vì cây CTX 3000 có thể giúp các bạn ban đầu mới học nhạc có thể tập luyện một cách chuyên nghiệp. Sau đó là mình cũng có thể sáng tác được ở trên cái đàn này và có thể đem cái đàn này đi biểu diễn đường phố được luôn. Đấy. Đó là nên là những cái tầm phân khúc từ 7 triệu đổ lại thì cây này có thể nói là vô địch. Thì về thông tin cái sản phẩm này, cặp lo của sản phẩm này là mỗi lo có giá trị là 6W, hai lo này tổng cộng là 12W, thì có thể chải âm thanh trong cái bán kính khoảng 40m² thì nó có thể chải đầy đủ. Nhưng mà để các bạn chơi ngoài trời thì các bạn nên cần những cái lo để các bạn hỗ trợ phát đại âm thanh hơn. Thì cái cây CTX 3000 này, nếu như bạn nào đã có thể chơi được tác phẩm và có thể điểm hát được tương đối thì chúng ta nên mua này về để chơi trong gia đình những dịp Tết hoặc là những dịp lễ hay là những dịp sinh nhật gì đó, thì cái này có thể đáp ứng được những nhu cầu đó cho các bạn. Một điều khá là quan trọng đó là cái cây CTX 3000 này thì cái nguồn âm thanh nó như thế nào. Thì Casio đã ứng dụng cái công nghệ âm thanh AIX vào cái cây CTX 3000 này. Cái công nghệ AIX là như thế nào thì mình sẽ giải thích đơn giản cho các bạn hiểu như sau. Thì ở đây không phải nguồn âm thanh AIX, thì nó dạng như là nó sẽ chia thành 4 nhóm cơ bản. Thứ nhất là Mary là cái giai điệu, thứ hai là Drum là bộ trống, và bass là những cái bass guitar bass các bạn, nói chung là những cái bass nó đi sâu dưới, và cái thứ tư đó là cái accord là những cái hợp âm. Chỉ riêng Mary thì nó sẽ xử lý, còn những cái drum, bass, accord thì nó sẽ gom chung lại, nó đưa qua cái vi xử lý của system effect và nó đưa ra loa luôn, nên là cái âm thanh các bạn nghe nó bị thô và nó không có cái sắc màu gọi là tự nhiên nhất. Còn riêng cái nguồn âm thanh AIX của Casio ứng dụng vô thì những bốn nhóm đó trước khi nó được đưa vào cái system effect thì nó đã được xử lý. Thì riêng cái bộ phần bass thì nó sẽ không xử lý, bởi vì bass mà nó xử lý đó nó bị nhòe cái âm thanh bass, nên là nghe nó không có sâu và nó cảm giác như là nó bị ù tai á các bạn. Còn những cái vi xử lý như là Mary này, drum này và accord thì nó sẽ xử lý qua một cái con chip đó, rồi xong nó mới đưa vô cái system. Mà ở đây AIX nó sẽ chia thành hai cái system, cái system 1 để nó xử lý riêng thằng Mary thôi, còn ba cái system kia thì nó sẽ xử lý một cái hệ riêng nữa, nên là khi nó gom lại đưa ra loa thì nó cho các bạn âm thanh gọi là sắc nét và nó giống thật nhất. Thì ở trên cái CTX 3000 này thì các bạn có thể thấy một điều, đó là cái cây này nó sẽ cho mình 4 feel. Thường thường 4 feel này nó sẽ sử dụng cho những cây đàn mang tính chuyên nghiệp. Đối với Golang thì AE7, còn dòng Yamaha thì dòng S60 đổ lên thì nó sẽ có 4 feel. Thì riêng cái dòng này là dòng thấp á, giá hiện tại là 7.130.000, nhưng mà nó đã ứng cho các bạn 4 feel. Đây là những cái feel dành cho những cây đàn chuyên nghiệp, nên là các bạn có thể chuyển đổi và cái màu sắc khi chúng ta đọc thấu một cái tác phẩm nào nó cũng có mang nhiều màu sắc hơn. Thì cái âm được tích sẵn ở trong cây CTX 3000 đó là 800 âm, và cái điệu được tích sẵn ở trong cây đàn CTX 3000 là 235 điệu. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể lót vô thêm 100 tiếng ở bên ngoài,
mà người dùng muốn, tức là bạn đã hiệu chỉnh cái đó, bạn nghe tiếng gì chanh sáo bầu thì trong đây không có sẵn, thì các bạn có thể lót vào. Và những cái riff như là bolero, cha 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 thì trong đây nó dạng như là cơ bản để sản xuất cái, tất cả các nước thì nước nào cũng sử dụng được. Riêng Việt Nam thì cha 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 và bolero nó sẽ khác, nên là trong đàn này không có thì các bạn có thể lót từ ngoài vào được. Nếu mà so sánh sản phẩm này về cái thông số kỹ thuật trên thì cây Stitch 3000 này nó đứng đầu trong những cái thông số như Yamaha E463 thì nó sẽ không bằng cái này. Và cái con EX230 của Golan cũng thông số cũng không bằng con này luôn. Ngoài ra những cái yếu tố về thông số kỹ thuật thì con này nó sẽ cho các bạn những cái lợi ích và những cái giá trị cần thiết nhất với một con keyboard 61 phím. Ví dụ như là cái Nick Stop thì Yamaha có, Golan có và Casio có. Cái này mình có thể ứng dụng lên tất cả các sản phẩm. Cái này có chức năng để cho các bạn khi mà các bạn chơi nhạc dân ca, các bạn dặn để cho người hát họ sẽ biết được khi nào họ vào. Đấy. Cái chức năng fail tức là khóa cái băng tiếng. Riêng cái dòng Yamaha E463 không có khóa băng tiếng, nên là khi các bạn chơi một cái tác phẩm nào các bạn set cái băng tiếng nó rất là lâu, và khi mà các bạn bấm mà lỡ các bạn set sai, bạn bấm một cái là nó nhảy điệu liền, nên là đối với cái 463 thì không có chức năng này, mình thấy rất là dở luôn. Còn cái này thì nó có chức năng đó, nó có thể khóa băng tiếng cho bạn, cho các bạn thoải mái diễn tiếng nhưng cái điệu nó không bị nhảy ha. Cái chức năng tiếp theo đó là cái chức năng con xoay. Con xoay này nó sẽ giúp cho các bạn chỉnh những cái chức năng bên trong và những chọn cái tiếng, cái điệu, thì nó sẽ giúp cho các bạn chỉnh nhanh gấp 3 lần đó. Nên những thao tác chúng ta rất là nhanh nhẹn. Thì cái cây Stitch 3000 này vẫn có cái chức năng 3 độ nhạy cho các bạn, để cho các bạn quýnh tùy theo cái cảm giác của mình. Mình có thể đưa tiếng nó nhỏ nhẹ nhẹ nhẹ, quýnh mạnh thì mình có phát lớn. Đấy. Ngoài ra nó cũng có lỗ pedal này để hỗ trợ các bạn. Nếu như các bạn nào mà muốn chơi piano thì các bạn có thể sử dụng con này vẫn được luôn. Tiếng piano nó nghe cũng rất là phê các bạn nha. Thì bên đó thì cái đàn Stitch 3000 nó cũng hỗ trợ cho các bạn sử dụng pin. Thì cái Stitch 3000 nó cũng hỗ trợ các bạn sử dụng band. Band này nó sẽ giúp cho các bạn chơi những cái nhạc cụ dân tộc nó sẽ tốt hơn. Còn cái cây này cân nặng nó là khoảng 3,3 kg nha các bạn, nên các bạn có thể vác và xách đi tất cả mọi nơi. Nó xài pin nữa, nên các bạn có ra công viên không sợ nguồn điện có hay không, thì chúng ta chỉ cần bỏ pin và chúng ta chơi thoải mái nha. Thì đó là những cái thông tin mà các bạn cần quan tâm đến cái sản phẩm Stitch 3000. Nếu như các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình cũng trực tiếp bán sản phẩm này. Thì bên mình chỉ bán hàng trong thùng 100% mới, không bán hàng qua sử dụng. Ngoài ra nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình sẽ phi cái ship vận chuyển cho các bạn luôn. Ngoài ra là có thêm chính sách cho các bạn đổi trả trong 3 ngày. Thì cho các bạn test thoải mái trong 3 ngày, từ ngày mà mình giao hàng cho các bạn test trong 3 ngày. Nếu có lỗi, ví dụ như là con xoay bị xoay không có di chuyển được, màn hình nó bị lỗi, bàn phím quýnh nó không lên, hoặc là những cái nút bấm nó không ăn á, thì bên mình sẽ đem con mới tới đổi trả cho các bạn luôn á, trong vòng 3 ngày. Còn sau 3 ngày thì bên mình thì các bạn vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng để bên mình bảo hành cho các bạn nha. Và với cái con Stitch 3000 này á, thì bên mình cũng đang khuyến mại nha. Giá gốc là 7.130.000 thì bên mình đang khuyến mại còn 6.200.000 tặng cho các bạn bao hoặc là cái chân để đàn. Ngoài ra nữa thì các bạn, nếu như các bạn mua sản phẩm này, bên mình sẽ hứa với các bạn sẽ tặng cho các bạn một cái bộ dữ liệu trị giá 500.000, bao gồm cái USB 8GB và những cái dữ liệu ở bên ngoài sẽ không có cho các bạn đâu. Cái này là do bên mình tự phát triển và tự tặng cho khách hàng, chứ bên ngoài nó không có đại trà nha các bạn. Thì đó là những cái vấn đề mà mình muốn nói cho các bạn hiểu hơn về cái cây này. Thì hy vọng cái video này có thể giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái sản phẩm Stitch 3000. Thì chúc các bạn có thể ra quyết định mua một cái sản phẩm ngon nhất trong cái tầm giá như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.